À, con làm gì đây? Đây phải xem nào. Các bạn ăn lông tôm thế này. Ta cứ biết lên đây ngồi đi rồi mẹ cắt cho mà ăn. Đây, ngồi im đây. Muốn ăn sống không? Thì mẹ cắt cho nha. Cá ngồi lên đây, ngồi lên đây, nè, có mít đây. Ôi cá ăn rồi. Cầm lấy. Cầm lấy. Hai đứa ở đây nhé.
thuốc mà. Đưa ra cho mẹ nào. Ủa, chanh đấy này. Để mẹ xem nào. Mẹ phải cất cái lọ thuốc này đi chỗ khác mới được. Em mít nhỏ chẳng biết gì để lấy bỏ mồm á. Đi vào đây. Đi vào đây. Cất lọ thuốc đi.